chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Bắt tạm giam người đàn bà hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nguyễn Ngọc Châu, công an thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, gây rối an ninh trật tự, được chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ nhằm mục đích lật đổ chính quyền. Ngày 22 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1961, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ, trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, do đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu, để được hướng dẫn tham gia. Nhiệm vụ của Châu là chuẩn bị rải số truyền đơn trên trong các dịp lễ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Châu, lực lượng công an đã thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, gây rối an ninh trật tự, được chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ nhằm mục đích lật đổ chính quyền theo sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ nhiều trang thiết bị phương tiện phục vụ soạn thảo, in ấn truyền đơn, máy tính, máy in màu, máy phách, các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có 3 sọc đỏ và tăng chứng vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của Châu. Bộ Công an đã xác định Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin những lời hứa hẹn dụ dỗ, lôi kéo của các cá nhân thành viên của tổ chức này. Nếu phát hiện các cá nhân tổ chức liên quan đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đề nghị người dân báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để xử lý, ngăn chặn kịp thời. Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt hai đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hai đối tượng có hành vi in truyền đơn chống phá chính quyền, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt để tạm giam. Ngày 20 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1968, Trần Văn Linh, sinh năm 1957, cùng ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hai bị can bị bắt tạm giam theo điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục An ninh nội địa Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hường đang thực hiện hành vi chuẩn bị truyền đơn có nội dung kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Việc này nhằm mục đích lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo sự chỉ đạo của đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tổ chức này do đối tượng Đào Minh Quân ở Mỹ cầm đầu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hường, cơ quan công an thu giữ 1.000 tờ truyền đơn có nội dung như trên, cùng nhiều phương tiện, máy tính, máy in màu, điện thoại và tăng chứng vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của Hường. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập để làm việc, đấu tranh với đối tượng Trần Văn Linh về hành vi tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cơ quan công an xác định Trần Văn Linh là đồng phạm của Nguyễn Thị Hường, có nhiệm vụ thực hiện khảo sát các địa điểm đông người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như công viên, trường học, bệnh viện để chuẩn bị thực hiện việc dán rải truyền đơn theo chỉ đạo của số đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Hường và Trần Văn Linh, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đã xác định Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, do đó Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của số đối tượng trong tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Khi phát hiện thông tin cá nhân tổ chức có liên quan đến tổ chức này, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn xử lý. Việc bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 1.000 tờ truyền đơn có nội dung chống phá chính trị, cùng các trang thiết bị phục vụ việc in ấn truyền đơn có nội dung chống phá nhà nước, vi phạm pháp luật là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đã kịp thời ngăn chặn hoạt động phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Với chiến công trên, ngày 15 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, tặng thưởng cho Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh điều tra và Công an quận Gò Vấp là các tập thể trực tiếp lập thành tích. Đồng thời, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã khen thưởng đột xuất cho lực lượng an ninh Công an thành phố Hồ Chí Minh.
bắt giữ đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Dù được cơ quan chức năng ở Long An mời làm việc, răn đe, giáo dục, nhưng Nguyễn Văn Trung vẫn ngoan cố hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 31 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1975, ngụ xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, để điều tra làm rõ về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Qua điều tra ban đầu, từ năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Trung biết đến tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đảo Minh Quân cầm đầu. Sau một thời gian tìm hiểu, Trung đã đăng ký tham gia trưng cầu dân ý bầu Đảo Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và đăng ký thủ tục tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đồng thời mong muốn sẽ được hưởng các quyền lợi mà tổ chức này mang lại. Tuy nhiên, dù được cơ quan chức năng mời làm việc, răn đe giáo dục, tạo cơ hội để Trung từ bỏ tham gia và hoạt động cho tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nhưng Trung vẫn ngoan cố cho rằng hành vi của mình là đúng. Theo đó, Trung vẫn tiếp tục tham gia và hoạt động. Đặc biệt, Trung tích cực vận động, thu thập thông tin và đăng ký cho hàng trăm người tham gia trưng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bị can Trung và các cá nhân tổ chức khác liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 10 đối tượng lãnh án. 10 đối tượng đã tham gia tổ chức phản động khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nhằm lật đổ chính quyền. Ngày 23 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù 10 bị cáo ở nhiều tỉnh thành về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, tuyên phạt các bị cáo gồm Phan Thị Thảo, sinh năm 1957, trú tỉnh Vĩnh Phúc, 13 năm tù, Trần Thiện, sinh năm 1972, 12 năm tù, Cao Thị Ngọc Diễm, sinh năm 1969, 9 năm tù, Trần Thị Kim Loan, sinh năm 1962, 8 năm tù, Trần Huệ Trân Vương, sinh năm 1971, cùng trú thành phố Hồ Chí Minh, 9 năm tù, Vũ Đình Lan, sinh năm 1973, trú tỉnh Nghệ An, 12 năm tù, Tạ Văn Triệu, sinh năm 1974, trú tỉnh Bến Tre, 13 năm tù, Huỳnh Thị Khánh Trang, sinh năm 1987, trú tỉnh Kiên Giang, 12 năm tù, Trần Thọ, sinh năm 1956, trú tỉnh Quảng Bình, 8 năm tù, và Cao Cương, sinh năm 1972, tỉnh Thừa Thiên Huế, 4 năm tù. Theo hội đồng xét xử, với mục đích chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, các bị cáo đã tham gia vào tổ chức phản động khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu. Các đối tượng đã lợi dụng các trang mạng xã hội, ứng dụng liên lạc qua Internet để thu thập, tuyên truyền, chia sẻ những bài viết xuyên tạc, xúc phạm nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, các lãnh tụ và các lãnh đạo Đảng và nhà nước. Hành vi của các đối tượng liên tục trong thời gian dài gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị trên cả nước, gây mất uy tín của Đảng, nhà nước, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có tính chất đồng phạm vì các bị cáo có cùng mục đích và có sự hoạt động liên quan với nhau, cùng nhận sự chỉ đạo từ các đối tượng phản động, nên các bị can đều có vai trò thực hành đắc lực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.